Hello, xin chào các bạn đang đến với channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Hôm nay, Tammy xin mời các bạn cùng ra vườn rau đằng sau nhà của mình nha. Hoa mướp nè. Ở đây cũng là hoa mướp luôn nhưng mà chưa có nở. Cái nụ này nó chưa có nở. Trái mướp lủng lẳng dễ thương quá. Cầu hồ lô nè, bí nè, bí nữa nè, bí nữa, đây có trái mướp nữa. Wow, trái mướp nằm lủng lẳng với trái bí luôn. Đây có trái bí nhỏ xíu nữa nè. Hoa bí quá chừng luôn. Wow, trái bí này to nằm lủng lẳng ở đây nè. Đây nữa. Mướp nhìn dễ thương ghê không? Mướp này là mướp hương. Ngọt, ngon lắm. Để xem còn đâu nữa không nè. À đây nè, trái này to quá chừng rồi nè. Ơi trái này mình thu hoạch được rồi. Ui trái này to lắm. Trái mướp nhỏ nhỏ đây nữa nè. Trái này là to rồi nè. À, con trai mình sẽ cắt phụ mình trái này. Here, help me. Con trai nè, hôm nay ra help nè. Can you do it? I think. Don't cut the wrong one, okay? Cắt mà cắt lộn dây là cái dây khác nó sẽ bị chết nè. Can you do it? There you go. Uh-oh. Got it? Oh, Here we wow. go. Wow. Trái mướp to dễ sợ luôn. Bị ngấn này ở đây nè. Chắc của hổm lúc mà nằm ở trên giàn á là nó bị cấn đây nè. Đó. Cấn đây vết nữa nè. Coi anh chàng cắt mà cắt cái chỗ này nó không có được bén luôn á. Mà trái bí to quá, nặng chình chịch luôn á. À, còn cái trái nhỏ nhỏ đây nè. Không biết còn đâu nữa không? Đó. À, lá lốt của nhà mình nè. Xanh non mơn mởn luôn. Xanh bóng loáng luôn á. Lá lốt mà nằm chung với giáp cá nhìn thấy cũng tựa tựa nhau ghê ha. Này là giáp cá nè, này là lá lốt nè. Để hai cái kế bên đó thì mình sẽ thấy khác. Mình thấy là lá lốt đó thì lá của nó bóng bóng, còn giáp cá thì nó mờ mờ. Đó. Lá lốt nhà mình quá chừng luôn. Tha hồ mà làm bò cuốn lá lốt. Dập cá ở dưới này cũng quá chừng luôn nè.
Giờ mang trái mướp vào trong nhà. Thu hoạch trái mướp to, thích quá. To mà nặng lắm nha. Đi chợ mà mua trái này thì khoảng 2 đồng thôi. Nhưng mà ở nhà mình trồng được mướp như vậy á thì thấy thích lắm. Mướp to dễ sợ luôn, thích quá. Cây chanh nhà mình nè, trái rụng đầy dưới đất luôn. À, trái rụng nè, rụng đầy khô luôn nè. Ông xã mình nãy giờ thu hoạch những trái này chín căng bóng hết rồi, không thu hoạch đó, nữa hả? Mang hai cái rổ ra để đi thu hoạch rau nè. Cây bắp nhà mình trái bây giờ chưa chín, nó còn màu xanh nè. Đứng kế bên cây bắp thơm quá, chừng thơm luôn. Quá chừng trái, nhiều trái lắm. Cây tắc quá chừng trái luôn. Đi một vòng xung quanh cây tắc là trái thấy mê luôn á. Nữa hả? Trái này xấu quá. Nhìn trái này xấu xí quá ha. Nữa hả? Rụng đầy với kê luôn kìa. Quá chừng phía bên này luôn. Chanh nhiều quá mang đi chợ. Nhiều chanh quá chừng luôn. Mấy đó bỏ thùng rác đi, nó nứt hết rồi. Hai mang lên chỗ làm anh bớt đi, chứ nhà nhiều quá, ở trong nhà quá chừng chân rồi. Rau sam mọc tràn lan luôn. Mà cái này có phải rau sam không anh? Đắng mà. Này rau đắng hả? Nhìn đắng nó đã. tựa tựa rau sam quá ha. Hai cái nằm kế bên nè. Này xanh đậm hơn mà. Rau đắng nhiều quá, ăn gì giờ? Bún mắm nữa hả? Rau sam quá chừng rau sam luôn. Nhỏ lên trồng cái cải. Rau sam không trồng mà tự nó lên á. Cái rổ hả? Anh cắt cái gốc ở dưới đi, xong cho vô đây đi. Rau sam là rau trường xanh bất lão nè. Ôi nhiều lắm anh ơi. Thôi em một cái này là đủ rồi. Xong rồi Hai. đó đi. Trời. Có một góc mà một cái Ừ, có hai cái gốc thôi đó. Rau sam nè. Để đỡ ở đây đi. Chút nó mang vào trong nhà, tại mình còn đi thu hoạch tiếp nữa mà. Rau sam nấu canh. Ăn trường xanh bất lão nha. Bồn ớt nhà mình nè, hôm nay ông xã mình tỉa bồn ớt luôn. Cây bồn ớt nè, đó, cao bằng anh rồi đó. Bồn ớt xanh tươi quá chừng ha, mà nhiều quá anh phải tỉa bớt đi, không thôi nó tùm lắm. Anh tỉa nguyên chùm đó luôn hả? Nhiều lắm. Trời ơi, anh cắt vậy hả? Quá chừng bồn ớt. Vậy là em cầm một bó vậy vô thôi, chứ bỏ cái rổ này đi. Nữa không? Bây giờ anh cắt vậy hả? Chứ mỗi lần em tỉa là em tỉa từng cành á, chứ em không có cắt như anh đâu. Anh cắt là biến quá, anh cắt ẩu quá.
một cạnh như này. Gì vậy anh? Em nghĩ chắc đủ rồi. Thôi mang vô nha, đừng cắt nữa nha. Trời, nó mà chứa ra nó cái không tính chưa đâu. Hả? Máy này mới nhanh phụ thôi hả? Trong này mới là nhanh chín đó hả? Thơm khỏe lắm. Vậy nhiều lắm, nấu nguyên nồi ăn mấy ngày luôn quá. Bồ ngót nguyên một cái đám như vậy luôn nè. Lật nấu canh. Chạy nữa nè. Lật nấu canh chắc một nồi cũng to à. Có ai thu hoạch rau bồ ngót mà thu hoạch nhiều như vậy không các bạn? Mình nghĩ là mình mang ra chợ bán được là một cái sạp rau được luôn rồi đó. Coi nè, bồ ngót mà thu hoạch quá chừng luôn. Ông xã mình cứ mỗi lần ra tỉa cây bồ ngót hay là tỉa rau gì đằng sau á là tỉa vậy đó, tỉa quá chừng tỉa luôn. Mình nhìn thấy mà coi nè, là một cái sạp rau bán được luôn rồi. Chứ vậy mà nấu làm sao mà nấu hết. Cái này chắc là mang mình bó lại thành từng bó, xong rồi mình đi chia bớt với mọi người luôn á. Chứ rau gì mà ai nấu canh gì mà dữ vậy. Trái mướp hồi nãy thu hoạch rồi, mang vào trong nhà rồi. Hoa mướp nè, có con ong đang chăm chỉ. Thêm một con ong nữa. À, đây nữa nè. Đây thêm một con ong nữa nè, nhiều ong quá. Đây nữa nè. Quá chừng ong luôn. Hoa nào cũng có con ong hết á. Wow. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nha. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nha. Bye.